Hello, Kiều Nguyễn xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Kiều Nguyễn Vlog ha. Thì hôm nay chủ nhật bạn, mình ở nhà ra rỗi á, mang mấy chú chim mình ra phơi nắng xong rồi mình sẽ lấy cái vòi mình xịt nước cho nó tắm ha. Bạn thấy không? Nó tắm rất là dễ thương rồi. Nhìn mấy chú chim này tắm khá là đáng yêu ha. Đó, bạn thấy gì chim sao? Tắm vũ nước văng lạch bạch luôn á. À, đây là chim bọ thông, thì chim bọ thông các bạn thấy màu sắc cũng khá là đẹp mà. Đây là chim cưỡng, nó từ phải sang ha. Đây chim bọ thông nè, chim cưỡng, chim nhồng, chim sáo. Đó. Sau buổi sáng ta mà trời nắng các bạn, nói chung là thời tiết dạo này nắng cũng không có được mà nhiều quá, cho nên là mình cũng tranh thủ mình mang nó ra cho nó tắm nắng một hồi rồi khi mà cái mình nó nóng lên các bạn. Thì mình tắm nước cho nó thì nó rất là thích rồi đó. Đây, tắm nước là mấy em này tranh thủ là vẫy lông nhìn khá là đáng yêu. Ai mà nói chung là đang bị chết rồi á thì nên tìm những chú thú cưng mình nuôi ha. Nhìn nó tắm cũng rất là hay, mình thư giãn, mình giải chết cũng khá là ok đó. Thấy chú chim nhồng mình tắm không? Giờ cũng đã nói chuyện cũng khá là nhiều rồi đó, nhưng mà do là giờ chim non quá, mới tầm 5 tháng mấy thôi thì nó cũng nói chưa có rõ lắm. Mình dạy nó thì cũng 2-3 câu rồi, nó cũng đã nói được rồi, nhưng mà do là chim non mình chưa có lọc lưỡi lần nào cho nên là nó cũng nói chưa có rõ lắm. Đây, em chim sáo nè cũng đã nói được ha, nhưng mà cũng lười nói lắm. Có em chim cưỡng nè thì nói nhiều, cứ có khách chào khách miết à. À, nắng hôm nay thì nó cũng vừa thôi, nó cũng không nắng lắm, thì mình sẽ cho nó tắm rồi cho nó không khô lông một xíu rồi mình mang một bên trong nhà ha. Chứ nhiều khi mình để ở ngoài thì con chim mình nó không có, giống như là nó đã quen, nó thích nghi với cái điều kiện sống ở trong nuôi nhốt ở trong nhà rồi các bạn. Mình đem ra ngoài thì cho nó hít thở không khí ở ngoài khoảng chừng vài tiếng thôi, rồi mình sẽ đem vào nhà, mình sẽ tiếp tục mình huấn luyện, mình cho nó nghe máy để cho nó biết nói chuyện ha. Chứ mình để ở ngoài hoài, nhiều khi là cái khả năng mà thích nghi với cái môi trường sống bên ngoài thì là nó ít hơn, là nó giống như là nó không thích nghi bằng những chú chim mà nó sống ngoài thiên nhiên, do là nó được nuôi nhốt ở trong lồng thì mình cũng nên hạn chế mang nó ra ngoài ha. Đó, nhìn thấy tắm không? Rất là đã luôn.